Chào mừng các em quay trở lại với kênh học toán online. Trong video hôm nay, chúng ta tiếp tục chương trình toán nâng cao lớp 5. Thì hôm nay chúng ta sang bài số 5. Tiếp tục về dạng toán liên quan đến phân số. Và ở bài này chúng ta có một ví dụ như sau. Cho phân số 26/45. Hãy tìm số tự nhiên C sao cho thêm C vào tử số và giữ nguyên mẫu số thì ta được phân số mới có giá trị bằng 2 phần 3. Thì như vậy, để giải bài toán này, chúng ta phải làm như thế nào? Thì theo đề bài, khi thêm C vào tử số và giữ nguyên mẫu số của phân số 26 phần 45, tức là 45 chúng ta giữ nguyên, chúng ta thêm C vào 26. Như vậy tử số chúng ta có 26 cộng C. Thì ta sẽ được phân số mới có tử số là 26 cộng C và mẫu số vẫn là 45. Theo bài ra, phân số mới 26 cộng C phần 45 có giá trị bằng 2 phần 3. 26 cộng C phần 45 bằng 2 phần 3. Điều này chứng tỏ chúng ta đã rút gọn phân số 26 cộng C phần 45 bằng 2 phần 3. Tức là chúng ta đã chia cả tử số và mẫu số của phân số 26 cộng C phần 45 cho một số nào đó để chúng ta được một phân số mới có tử số bằng 2 và mẫu số bằng 3. Tức là ở đây 4 năm chia cho một số nào đó để chúng ta được kết quả bằng 3. Chúng ta nhận thấy 4 năm chia 3 bằng 10 năm. Chứng tỏ 4 năm đã chia cho 10 năm để được chúng ta được một phân số mới có mẫu số bằng 3. Thì 4 chia 3 bằng 15 Do đó chúng ta sẽ suy ra tử số 26 cộng C chia 2 cũng bằng 15 Như vậy 26 cộng C mở ngoặc 26 cộng C đóng ngoặc chia 2 cũng bằng 15 Thì để tìm C Các em phải tìm 26 cộng C bằng bao nhiêu 26 cộng C đóng vai trò là một số bị chia của một thương thì muốn tìm số bị chia của một thương. Các em sẽ lấy thương nhân với số chia, tức là 26 cộng c sẽ bằng 15 x 2. Và bằng 30. 26 cộng c bằng 30. Bây giờ muốn tìm c, c đóng vai trò là một số hạng chưa biết của một tổng. Muốn tìm số hạng chưa biết của một tổng, các em sẽ lấy tổng trừ đi số hạng đã biết. Cụ thể ở đây, tổng bằng 30, trừ đi số hạng đã biết tức là trừ đi 26. Như vậy, c bằng 30 trừ 26. Do đó chúng ta có C bằng 4. Thì như vậy video hôm nay xin được kết thúc ở đây. Cảm ơn các em đã dành thời gian để theo dõi video. Nếu cảm thấy video chia sẻ là hữu ích thì các em vui lòng bấm vào nút like và nút share để chia sẻ cho nhiều người cùng xem. Và đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh, nhớ nhấn vào biểu tượng hình ghi chuông để nhận các video mới nhất từ kênh học toán online. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video sắp tới.